tin đến từ bên phía của FaZe Clan. Tỷ số cực kỳ đậm tại map thi đấu đầu tiên cũng phần nào khiến cho FaZe Clan họ tự tin vào những tình huống đầu tay. 1 2 3, ui vâng, khinh công trong truyền thuyết là đây đúng không? Khinh công qua khu vực mini và bây giờ thì Alistair đấu súng hạ gục đi được một người. Is đã nằm xuống, Liad cũng nằm xuống, còn lại với triệu Alistair. Vexai hạ gục được Carrigan nhưng Rob đã bỏ trườn và một mình Rob liệu có thể đủ để cứu về round thi đấu trong FaZe Clan hay không? C4 chưa được đặt và nó đang rơi ở một vị trí rất xấu dành cho Rob, đang rơi ở locker room ngay phía trên đầu Rob thôi. Có hai player của FlyQuest đang trực chờ outside, không còn ai cả. Rob hoàn toàn có thể di chuyển xuống từ khu vực B-Ram và hạ trái C4 này xuống kiếm về một chút lượng tiền dành cho bên phía FaZe Clan. Viễn cảnh vẽ ra thì cũng khá tươi đẹp, thì ít nhất thì vẫn hạ được C4. Tuy nhiên thì nó có lẽ cũng sẽ có nhiều vấn đề hơn như vậy. Và để xem là Rob có xử trí được không đây. Đã bắt đầu nghe tiếng đối phương rồi và điểm chỉ ngay lập tức từ Vexai. Bởi vì đuổi luôn theo thì rất nguy hiểm. Alistair đang là kê. Tiếp tục lại một lần nữa họ phải nhảy qua, nhưng lần này một khẩu M4S và thậm chí là có thêm cả Inscover. Rob. Ông đó là cú nhảy bắn với rớt ở trên tay. Và độ chính xác của nó vẫn là điểm 10 dành cho Rob. Nhặt được một khẩu MP9 về, những thứ vũ khí này không mấy giá trị, không cần phải giữ lại. Sẽ là rúi luôn. Cũng thậm chí còn nhá trách rất kinh nghiệm từ Rob nữa cơ. Chúng ta sẽ có một chiến thắng dành cho các thành viên của FlyQuest. Nhưng mà những cái highlight vừa rồi của Rob tôi tin rằng nó cũng sẽ là một trong số những điều rất đáng chú ý trong trận đấu này của chúng ta. Lại à, rút rớt ra rồi, sạc đây. Không được đâu, ông làm một lần thôi. Đối đâu ra. Bây giờ dù sao FaZe Clan cũng đã là gun round của họ. Bây giờ bom mìn sẽ cần phải trả ra để có thể di chuyển outside một cách an toàn nhất. Quả smoke là định ném duỗi nhưng mà có vẻ như là hụt rồi. Nhưng không sao cả, Carrigan vẫn xử lý xong. Cũng chỉ là một mạng cho Carrigan mà thôi. Lửa tan thì smoke cũng sẽ dần dần tan, và thậm chí với quả lửa này vẫn có một góc di chuyển được. Như vậy là cũng lộ tiếng là có một người ra khu vực secret, nhưng ít nhất thì cũng đã gài được cái vị trí của anh chàng Rain vào. Và bây giờ thì bom mìn không còn nhiều nữa. Di chuyển kiểu này có thể là FaZe Clan đang một toan tính bộ bài của một side B chăng? Găm được một người xuống secret rồi, Alistair kế ngược trở ra khu vực lobby, và lobby thì đang chỉ là rope giữ lại của Squeaky mà thôi. Sau khi mà có một chút thông tin ở lobby rằng không có quá đông player của FaZe Clan ở đây, thì FlyQuest sẽ quay người trở lại phòng ngự khu vực bom side B. Và nếu như đánh B hơi mạo hiểm, Liad vẫn đang kê trì trong khu vực gara, và nếu như có nhảy từ nắp mini xuống thì Liad sẽ phát hiện ra ngay. Trừ khi lại là một tình huống lăng ba vi bộ, phải là một tình huống nhảy vòng đến từ Frozen hướng ra khu vực locker. Một trái flat được pop, Frozen đã xuống được và Frozen hạ khúc đi được Liad. Quay ngược trở lại đánh A, và trong này chỉ có mình Vexai mà thôi, nhưng vẫn còn lửa và nếp. Không ném ra bất kỳ một quả đồ nào mà chọn đấu súng trực diện thì làm sao MP9 có thể vượt qua được AK. Một tình huống rất tự tin, và cái giá phải trả nó đã là một round thi đấu để thua đến từ bên phía FlyQuest rồi. Hai player còn lại không có lý do gì để retake trong round thi đấu này. Đối phương còn tận 4 và không biết là đối phương đã di chuyển đi những đâu. Họ giữ lại được hai súng sẽ là thuận lợi nhất đối với FlyQuest rồi. Round thi đấu sau thậm chí đội hình của FlyQuest cũng sẽ phải làm cách nào để cân bằng lại với hai khẩu súng được giữ lại. Có lẽ sẽ là một tình huống full buy thôi. Sau đó thì sẽ eco lại ở round thi đấu tiếp theo nếu mà có để thua. Rob đang đi tìm kiếm thông tin. Alistair bắt đầu có những quan ngại, nhưng mà đó chỉ là khu vực Bira mà thôi. Nhảy xuống và lộ tiếng rồi. Alistair về đến nơi thì bom side B cũng đã bị chiếm đóng bởi các thành viên của FaZe Clan. Xong rồi, với việc khăm được người xuống khu vực ven từ quá sớm như thế này, mọi chuyện đang trở nên khó khăn. Frozen lại còn chỗ thấy độ chính xác của mình. Rob cũng đem về mạng hạ gục. Carrigan trong một turn đi flank không lấy về được mạng nào cả. Round thi đấu chiến thắng thì chắc chắn sẽ có cho bên phía FaZe Clan mà thôi. Nó không chạy đi đâu được bởi vì FlyQuest chắc chắn họ muốn xếp lại những lượng súng ống này. Không có cái cơ không hội có lý nào do gì để đi bắt đúng không? Nếu mà đi bắt súng của FaZe Clan thì tôi nghĩ là FlyQuest họ phải can đảm lắm. Đó
là G2 Esports thì cũng mới kết thúc cách đây ít lâu, nhưng cũng chỉ là map hiệu đầu tiên thôi. Đúng vậy. Và tạm thời thì G2 Esports vừa lên dẫn trước 1-0. Kết quả không quá bất ngờ, tuy nhiên thì trong trận chiều đó chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ xem, để biết đâu anh ta có thể có tỷ số là 1-1. Còn ở trong trận thi đấu này thì sao? FaZe Clan họ vẫn đang thi đấu quá lấn lướt trước các đơn vị của FlyQuest. Vexai đã ra đi. Và trong round thi đấu này thì họ là đội tuyển mà họ giữ lại 3 súng của round thi đấu trước, chứ chưa 3 gì cả. Dexter có vẻ là người duy nhất được nổ súng chăng? Frozen thì vừa bắt được Liad, khi Liad thậm chí còn chưa hoài hay có hiểu chuyện gì xảy ra. Double kill đã có cho Dexter, Alistair cầm được Carrigan. Như vậy là những cơ hội dành cho FlyQuest nó lại thắp sáng lên rồi, khi mà lợi thế hơn người đang dành cho họ. Như vậy là đi, chắc chắn là đi rồi. Còn một cái cơ hội nào dành cho các thành viên bên phía của FaZe Clan trong round thi đấu này? 2-3. Train lên được trên Heaven này. Bắn vậy thì đỡ sao đây hiệu trưởng ơi. Được bắn trước, tốn rất nhiều đạn. Còn một mình Frozen mà thôi. Lợi thế về người có sớm, nhưng turn di chuyển xuống Ram thì là hỏng hóc, chậm chậm. Frozen vẫn đang muốn làm một điều gì đó dành cho bên phía FaZe Clan. Phát hiện ra người ở phía sau silo. Frozen đây rồi. Dexter đã cho Frozen cơ hội 10-10. Và cuộc đấu súng 1v1 này Alistair để thua. Và Frozen, cái đầu của Inks cứ ngỡ là round thi đấu đã kết thúc với FaZe Clan, nhưng đó là một tình huống clutch 1v3 của Frozen. Và câu chuyện lại là một turn di chuyển xuống khu vực Ram để check trước. Và sau đó các thành viên bên phía FaZe Clan họ kiểm soát lại lobby. Xuống Ram lần nữa chăng? Lần trước đã rụng mất hai người rồi, lần này lại để Frozen clutch tiếp thì hơi khoai. Lại là một trái smoke được trả, không hề có nét để break đi khu vực cửa cống ven. Rain đang ở vị trí quỷ gì thế này? Carrigan cũng đang ở vị trí quỷ gì thế này? Carrigan ở giữa bom sai à, nhưng Carrigan không đem lại được điều gì. Trong khi đó Brookie hạ gục Dexter và Rope có cho mình cái mạng của Inns. Rain đang đứng ngay dưới chân các thành viên của FlyQuest. Di chuyển với đúng kiểu thần không biết quỷ không hay. FaZe họ vẫn đang làm chủ tình hình, nhưng bây giờ thì u giữa Alistair định là check nhưng bị Rope đấm mồm ngay. Thí sinh tiếp theo đó là Liad. Và cảm giác như cái viễn cảnh nó cũng không tươi sáng nào mấy cho FlyQuest thì phải. Họ rất chật vật, họ có pistol, họ có second round, nhưng từ đấy là họ tắt đèn luôn. Đuối nước giáp nhưng họ vẫn phải từ tốn thôi. Sức mạnh của những khẩu Deagle cũng như là FaZe7 ở tầm gần không thể coi thường được. Viên đạn chính xác của Liad hạ gục đi một chiếc Carrigan và Brookie. Frozen mỗi người có một rồi. Liad vào làn khói, nhưng mà lần qua thì đã bị Rope bắt gặp và còn lại một mình vẫn chịu Inns mà thôi. Không thể vượt qua được Brookie và đó là 4. Con như đã vượt qua, không qua được cửa ải Achalit thì lại qua được cửa ải tiếp theo là Cloud9. Và bây giờ thì họ đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đứng trên sân khấu của Thành Đô. Rope thấy được cánh tay của đối phương, một tuần đạn spam nó chưa quá chính xác. Rain đã có mặt ở khu vực outside và đây là quả smoke cắt sâu, đối phương nổ súng trước. Rain mới là người có mạng hạ gục Inns, cover thành công cho người đồng đội của mình. Thực sự là ở trong cả hai map thi đấu thì Inns đang là player thi đấu đều tay nhất. Carrigan hạ gục được đi với chịu Inns Predator tới đổi mạng. Nhưng cứ đổi mạng như thế này thì làm sao mà thở nổi. Rõ ràng bên phần T sai và bạn đổi mạng thành công với bên City. Thậm chí là Dexter còn đang yếu như vậy cũng đã là một lợi thế rồi. Brookie bị bắn yếu. Alistair đang muốn kéo ốp ra khu vực Squeaky, thêm một trái smoke được nhồi vào. Rook vẫn chưa thể băng qua và chỉ là một vài tên đạn spam mà thôi. Cái người được lợi trong tình huống này chẳng chỉ có FaZe thôi. 31 giây còn lại, Alistair phải tỏa sáng. Nhưng FaZe Clan họ đang muốn đâm xuống u bom sai B. Đây rồi, cắt được Rope nhưng chưa cắt được bom. Liad còn sống là còn cơ hội. 19 giây còn lại, FaZe Clan bắt buộc phải nhanh hơn. Họ phải tràn xuống thôi. Và Liad cầm rifle, tôi tin Liad có thể làm được trong, có thể làm được trong pha thi đấu này. Lửa check góc kỹ, Frozen không qua được rồi. Như vậy thì sẽ là 3 năm dành cho FlyQuest. Những cái nỗ lực tuy là nó hơi Alistair. Viên đạn chính xác chop vào đầu Alistair với khẩu ốp zoom.
nét như vậy nhưng mà Alistair vẫn không thể đổi được mạng. Lên, móc lên tận Evan rồi. Đối phương đang trọng mộng Nico, góc Nico. Vâng, Red bắn trượt. Không. Trên tay Red là một khẩu AK chứ không phải là một khẩu Nico. Red bắn không trượt. Không trượt được một nhát nào, đó là hai tình huống headshot. Đem lại quá nhiều giá trị dành cho bên phía Vex Clan. Họ hơn về người, Liad và Alistair đều đang yếu máu rồi. Nhưng Alistair đang có một tuần đẩy rất cục. Bắt lại được quả C4. Và chiếm quyền kiểm soát ở khu vực lobby đối phương. Lộ tay. Tiếp tục là mạng dành cho Alistair. Lợi thế về người đã có dành cho FlyQuest. Bây giờ là 2v3, In đang ở phía sau, Liad bị móc lại. Face Clan vẫn đang gặp khó, cần phải bớ được một người trước đã và anh ta bớ được Alistair. Bây giờ còn vị trí của In có vẻ như cũng biết được điều gì đó rồi. Broky chưa chết và Frozen xử lý xong. Tình huống mà Alistair đi móc thì tôi cứ ngỡ là gần như là Face Clan đang nắm FlyQuest trong lòng bàn tay. Và chỉ xem là liệu Face Clan họ có lên thêm bao nhiêu round. Nếu tỷ số 9-3 được có thì cái tầm đó vẫn là một cơ hội lớn. Đó là cơ hội để FaZe Clan có thể kết thúc sớm game thi đấu này. Tuy nhiên thì FlyQuest thấy rằng đây họ vẫn còn một chút cơ hội. Kyrgyz lại móc lên Heaven. Lần này trên Heaven không có ai cả và cũng không muốn ai nhìn lại. Hay rồi. Vexai đi vào bên trong nhà hát. Ok, bạn check được nhà hát. Nhưng bạn biết rằng hiện tại bên trong bao A đang có điều gì hay không? Có lẽ sẽ không biết. Không. Ôi, một mảy may ý định. Xin. Ô, tay to. Như vậy là có thể là có sự đề phòng rồi. Vexai hạ gục đi được Carrigan nhưng Liad Vexai đều đã yếu máu. Dexter cover thành công, hạ gục đi vị trí của Brookie. Hai player còn lại của Face Clan họ rất thực dụng. Họ vào B đặt C4 cơ. Không việc gì phải đi đấu ở đây cả. Dexter về với khẩu ốp trên tay mà không làm được đấy từ Dexter. Nhưng Vexai hạ gục đi vị trí của Ren. Frozen đối phương yếu máu cả hai và Frozen chơi đùa với tình cảm của hai player bên phía. Trong FlyQuest thắng được Piston Round thì tôi tin là họ vẫn sẽ có một chút cơ hội dù là mong manh. Đây rồi, Dexter đã nhìn được Carrigan, bắt được người trong khu vực nhà H. Cửa lên bom A thì lúc này có vẻ sẽ phải tìm cho mình một con đường khác, ví dụ như là đánh vào khu vực mini chẳng hạn. Nhưng tầm này vào mini cũng rất nguy hiểm, tung xuống van cũng đã bị In bắt lại. Có lẽ đây sẽ là round hiệu mà các thành viên FlyQuest dành được cho mình lợi thế và có được round hiệu thứ tư chăng? In bắt cái bài của Rope. Không ít lần Face Clan họ găm được người xuống van. Lần này thì Rain hạ gục đi vị trí của Inz. Và bom sai B ơi, cốc, có ai ở nhà không? Có Liad ở nhà. Nhưng một mình Liad có là đủ hay không đây? Khi mà vị trí của Brookie cũng đang kê đẹp rồi. Có lửa để đẩy lui vị trí của Liad. Và còn lại một bên cửa mà thôi, sẽ bị smoke chặn kín mid. Brookie đặt bom ở một góc kín. Và bây giờ Frozen, lại là con quái vật Frozen. 4 player bên phía của FlyQuest và chỉ có một người vòng sau mà thôi. Brookie đang trốn vào trong góc tối và Rain thì đang là cường skill ở giữa đường. Rain sẽ có mấy đây? Brookie đang hỗ trợ, bắn yếu đi vị trí của Dexter. Brookie lộ vị trí nhưng Rain Frozen mỗi người làm một, Rain hạ luôn cả Dexter. Alistair bò về chưa kịp đến nơi thì ba người đồng đội về từ khu Miram chết hết cả rồi. Alistair sẽ cất khẩu ốp của mình đi. Yêu đó. Nào, đây rồi, một chút le lói hy vọng cáu. Nhưng mà Inz cũng chỉ được một mạng mà thôi, sau đó cũng ngã xuống luôn. Alistair, có Alistair, chưa được mạng nào cả. Bây giờ thì Dexter cũng một cũng đã phải đi. Alistair hỏi ta đã thi đấu khá tốt trong hai trận thi đấu, trong hai map. À đâu, chính xác là hai trận thi đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ Alistair thì đang gần như đang mất dạng. Có vẻ như gặp Face Clan là một đối thủ khó hơn rất nhiều so với cả những đội tuyển trước đó. Và hai vết tai khi Vexai có mạng của Rope. Alistair làm tôi nhớ về một cầu thủ Linh Hà Lan à. Cứ trận cầu farm gà thì Alistair bắn nhiệt lắm. Hà Lan cũng vậy, gặp những đối thủ căng cứng như kiểu Real Madrid là thôi. Quả không thấy bóng dáng đâu. 8-3 rồi, Face Clan có thua ra này cũng chắc sao. Tỷ số là 8-4, một tỷ số quá áp đảo. Và bây giờ thì họ đang muốn di chuyển cùng với nhau vào trong khu vực locker room. Hai tay súng đang cover trước mặt sau lưng. Rain di chuyển lên Heaven nhưng Vexai đang chờ sẵn. Liệu rằng
có một cú thiên lý nhãn nào ở đây đến từ vị trí của Ren hay không. Ren, ôi, đặt tâm nó là điểm 10 đến từ Ren với backside nằm xuống, còn lại một mình Liat với một khẩu MP9 thì có thể làm được cái gì ở đây. Quả C4 đặt thành công, bằng đạn đang bay liên tục sượt qua đầu vị trí của Liat, bây giờ thò ra là vỡ đầu luôn đi chứ. Frozen Embera thi đấu chiến thắng thứ 9 dành cho FaceClan, và chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút để đến với lượt thi đấu second half giữa FaceClan đối đầu với FlyQuest. Còn đối với bên phía FlyQuest đó là một sự đầu tư 3 chiếc giáp 1 và rất nhiều flash để có thể tăng vào trong cục bom sai. Đấu súng rookie đang để thua nhưng Ren và Frozen mỗi người một đầu rồi. Nào, who next? Who? Hai người ở trên Heaven đó. Đoán sao được nhở? Chưa biết là đoán kiểu gì đấy. Bắn yếu một thì người còn lại sẽ thành cả Alistair. Pop một phát vào mồm luôn, không nghĩ nhiều. Ropa không đi với chị Uliad, còn lại mình Vexai 15 máu. Bắn chân thôi, bắn vào chân thôi. Vexai ba mạng rồi. Một phát mồm Rope này. Rope không cần bắn vào mồm thì không khác gì là tự thua luôn. Là lúc ý để đối phương một phát 12 luôn. Đúng vậy. Và không bay thì cũng là đầu hàng luôn. Để đối phương lên được 11 trong khi mình mới có cầm dao chạy bằng học khinh công. Nhưng mà mình cũng có thể là họ sẽ ở lại Trung Quốc thêm một khoảng thời gian, nhưng với tư cách khán giả thôi. Xem không cả. Bây giờ nhá, ở Dota có một cái trò rất hay. Team nào thua thì để lại một ông làm analyst. Đấy. Thế nó bị bánh cuốn. FlyQuest nhưng từ từ đã, Dexter vừa làm được đôi. Tarikin hạ cũng đi được vị trí của Liad. Dexter vẫn đang rất kiên trì ở đây, nhưng lợi thế về người đã biến mất. Và Inns đang bị quay rồi. Tarikin đánh máu thế à rồi. Nhặt về đồng khẩu AK, Vexai chui ve lên hạ cũng đi vị trí của Tarikin. Nhưng Vexai đồng thời cũng đã lộ một khẩu ốp triệt tài của Alistair sẽ làm được gì. Ốp triệt tài của Alistair có thể là một chiếc đũa phép cứu lại cho FlyQuest hay không, nhưng thời gian trôi qua. Và bây giờ thì FlyQuest sẽ phải lo lắng về rất nhiều phương hướng khác nhau. Brookie vẫn đang ở trên khu Heaven. Và ở mini thì có người đang di chuyển vào. Phía sau là quả smoke này không đủ. Quả smoke này không đủ để khiến cho vị trí của Brookie và Rope phải lo lắng. Alistair kê Heaven rồi. Alistair kê Heaven. Và đó là một mạng hạ gục dành cho Alistair. Bây giờ thì Rope. Rope nghĩ sao đây? Chắc là để đối phương lên 4 thôi. Có thể là cả ngày hôm nay thì hai luồng đều về sớm, hai luồng đều xong trước những gì mà chúng tôi dự đoán. Nhưng mà trận đấu này thì bây giờ Dexter đang dãy, In cũng dãy. 3 vết 4 một chút lợi thế về người cho các đơn vị của FlyQuest. Họ đã cần phải cố gắng hạ C4 xuống. Nhưng bây giờ thì nào, liên tục mất người. Rob có một, Rob ơi không thể làm thêm mạng tiếp theo. Và chiến thắng sẽ thuộc về các thành viên của FlyQuest, họ sẽ có đầu round hiệu thứ 5. 5 round rồi, 5 round rồi. Bên phía của FaceClan không thể ngăn chặn được tấn công đến từ các thành viên của FlyQuest để cho đối phương lên được điểm số chiến thắng thứ 5. Sau round thi đấu này sẽ là một eco round đối với FaceClan để có thể upgrade được lượng trang bị ở round thi đấu sau nữa. FlyQuest họ sẽ lên được thêm bao nhiêu round? Thật ra thì với cái thế trận này tôi nghĩ là họ có thể lên được một hai round nữa được, nếu đội hình của FaceClan họ gọi là không thể giải quyết nhanh. Chúng ta cũng không thiếu những tình huống comeback trong ngày hôm nay. Tôi nghe tiếng bắn vào đầu, không biết ai bị bắn vào đầu. À, tôi đi trước tương lai. Vexai hạ gục đi vị trí Brookie. Không dần khó cho mình cái mạng của Dexter. Nết không đau thôi. Không quá đau, đó chỉ là một quả nết để cảnh tỉnh các thành viên ra quét mà thôi. Frozen đang muốn đổi góc. Đây rồi, thậm chí là ép gần, và nếu như đối phương quay ngược trở về, Frozen sẽ đẩy luôn. Nhưng Rain chỗ này là hơi cương nha. Rain trên thùng silo còn lại vị trí của Liad phát hiện ra trên thùng silo có người rồi, và họ đang muốn quay ngược trở lại đánh vào trong khu vực bom sai. Liad hạ gục đi được vị trí của Rain, nhưng Frozen cũng đã đẩy tới và trên nóc mini là cái free kill. Nhưng Vexai đang trèo leo vẫn bắn hạ được vị trí của Frozen, và Rope cũng bắn lỗi, còn lại một mình gáy ca mà thôi. Và tôi đang được nghe tiếng là nghe Terrorist tiếng Win, tức nghĩa là gáy ca đã không thể bảo vệ được khu vực bom sai nữa rồi. Đối phương chỉ toàn súng lục thôi. Đe thì còn cơ hội hy vọng, chứ còn những khẩu súng này thì rất khó. Hoặc là phải vào những góc thi đấu thực sự đẹp.
Nào, Dexter. Rao đi giấu mà đội có flash quá sọ, đánh tổng lực đi đâu cũng được. Nào, đánh tổng lực đi đâu cũng được này, Frozen với Rope đã hạ gục hai mạng của đối phương, nhưng vấn đề là những người khác đã nằm xuống và Karrigan về tới nơi. Anh Karrigan ơi, cũng vậy thôi và không làm được thêm gì cả. M4S đến từ Face Clan và lại là một turn rất nhanh, trả đồ từ cực kỳ sớm và đang kê lại cẩn thận ở khu vực Squid kê. Một smoke được trả ra để chặn được và sau đó Karrigan bằng có thiên lý nhãn đục qua làn khói hạ gục được đối phương. Dexter yếu máu, Rope. Đối phương bỏ qua smoke nhưng Rope bắn lỗi và phải sủi ngay đến từ vị trí của Rope. Chạy nhanh khẩn trương, biết là đối phương không đuổi. Rope cầm dao một mặt chạy về khu vực silo. Alistair với khẩu ốp trên tay đang bò trượt khu vực outside, và nếu như bắt được người thì nó sẽ mở ra một con đường rất rộng rãi thoáng mát dành cho thành viên bên phía FlyQuest để rotate ngược trở lại tấn công khu vực bom xe A. Nhưng họ vẫn đang tìm cách đây. Bây giờ có thể là xuống B được ấy. Đang có tình huống muốn kê lại B-Ram rồi. Và trong B-Ram chúng ta thấy đang cũng đang không có ai của FaceLand cả. FaZe họ đang tập trung bên outside, họ đang tập trung bên outside A khá là nhiều. FlyQuest hoàn toàn có thể nghĩ tới điều này. Alistair cũng đã di chuyển xuống Secret. Như vậy thì hoàn toàn có thể sẽ làm một bài tả súng hữu đột, đánh từ nhiều hướng vào bên trong khu vực bonsai B. Check góc khá kỹ, 40 giây còn lại. Trong B cũng đang còn người, đó là Rope, đó là Brokey. Hai player này cần phải cố gắng tương trợ lẫn nhau thôi. Đối phương có đồ chắc chắn sẽ ném vào khu vực thùng default. Và Rope đã dính trưởng, 9 HP thôi, bye bye rồi, không đỡ được. Karrigan đã quay xuống, Brokey mở cửa. Hiện tại có thể thấy rằng Karrigan vẫn đang sống tốt, Brokey vẫn ở đây, chúng ta cũng chưa thể nói trước được bất kỳ điều gì cả. 16 tay còn lại, Inz có một Inz làm đôi. Như này thì sẽ là 8-11 dành cho đội của FlyQuest. Tôi không tin là FaZe có thể clutch được pha giao này. Và Rain, đấy, như vậy niềm tin của tôi đã là đúng chỗ. Chết nhóc thuộc về FlyQuest. Hết đạn. Không biết là anh kỹ thuật viên cho cái dòng donate nó ra chỗ khác được không ạ? Hoặc là tắt nó đi được, à, để giữa giữa màn hình như thế này trông nó bị vô duyên quá. Tôi không nhìn thấy cái gì để mà đây rồi mà nói nữa rồi. Cũng rất cảm ơn các bạn donate. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải ưu tiên trải nghiệm xem giải. Đây rồi, Lias có mạng Karrigan. Tôi nghĩ rằng là FlyQuest họ sẽ có thêm 1-2 round, tôi nghĩ như vậy. Để thắng luôn thì vẫn hoàn toàn có cơ sở nha. Bởi vì trong một ngày FaceLand có thể phải trả mà trả gọi là cái gì nhỉ? Trả bài à? Trả quyền lợi. Trả lại quyền lợi cho nhà tài trợ. Thì có thể là FaceLand họ sẽ muốn trận đấu này dài hơn để những cái tên, những cái thương hiệu của FaceLand nó lại đến được với nhiều người hơn. Dù sao thì trêu đùa FlyQuest tí cũng hoàn toàn có thể làm được với khả năng của FaceLand. Á quân bây giờ mà trêu họ trêu đùa với cả trái tim của viewer luôn ấy. Vâng, trêu xong thua 13-11 và sau đó là thua luôn map sau. Còn từ từ đã, hold on. Vâng, 2v2, 2v1, Alistair nằm xuống 1v1 dành cho Rope. Inz. Ui, Rope đã có một viên đạn chính xác vào đầu Inz và 11 máu. Đặt đi. Ok, smoke cho đặt. Đặt không đặt đến từ vị trí của In, rất cứng, rất lầy, rất lì đến từ In. Một phép clan sẽ hành xử ra sao đây? Frozen trả ra một quả lửa để chặn đường tấn công đối phương và từ khu vực nhà Hatch Quickie đang mịt mờ nhân ảnh rồi. Sương khói là quá nhiều, Brookie đang kê ngược trở ra. Ôi Brookie vừa bỏ kê thì đối phương đẩy vào một trái smoke để dập đi lửa và Frozen. Một mạng cho Frozen, Brookie chết chay. Frozen vẫn đang cố sinh tồn ở đây với một khẩu M4S trên tay trong smoke để có thể thay đạn cứu Frozen. Karrigan nằm xuống và Frozen cũng bị spam chết. Hai khẩu AK bắn chéo cánh thì làm sao mà Frozen đỡ nổi. Không chừng bây giờ lại còn có OT, thậm chí thắng ngược từ FlyQuest nhá. Xếp hai khẩu M4S để round sau với lượng bonus, max lot bonus rồi để drop ra cho những người đồng đội là một quyết định hợp lý dành cho Fate Clan. Bây giờ thì trốn đi. Nhờ quá sai trái, cứ kê ở đấy thì sao? Để người đồng đội lo phần smoke. Nhưng không, Brookie bỏ kê và đối phương ngay lập tức tấn công vào đúng cái chỗ yếu. Nhưng thật sự đúng là với những thế trận như thế này thì chúng ta có thể nghĩ về viễn cảnh là hòa được nhé. Frozen 25 mạng rồi,
Rookie 10 frag. Không phải ai cạo trọc đầu chơi điện tử cũng hay đâu Rookie ạ. Vậy kể từ bây giờ cho đến bây giờ. Tuy nhiên thì bây giờ vẫn sẽ là một cơ hội cho FaceLine này. Họ đã throw quá sâu rồi. Họ để đối phương lên thông 7 round. Và nếu họ để FlyQuest có thể gỡ qua 11 đều thì tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể là văng luôn cả cái trận thi đấu này, chứ không chỉ là một vài round thi đấu như chúng ta thấy đâu. GuySpot cũng đang bắn với Heroic cũng đang khá là cân. Và để cùng xem là liệu FaZe Clan có thể xử lý sớm hay không đây. Frozen phải VA rồi, Frozen phải VA rồi. Một Frozen kê gần và đó đây là rồi. Một kill ship cho anh một bát carry nhiều gần. Kênh của những nước khác, những kênh cũng làm giống như chúng tôi. Dính. Thì đến từ maincast của Nga hay là những kênh của Ba Lan thì họ đều chung một vấn đề hết. 12-10. FaZe Clan có lẽ họ muốn kết thúc match thi đấu này ở đây, nhưng FlyQuest nói không. Frozen hạ cũng đi với chị Goliath. Frozen bàn lên. Rookie hạ cũng đi với chị Inz. Và Dexter không thể vượt qua với khẩu ốp ở trên tay. 13-10 rồi cho FaZe Clan. Vất vả. Mồ hôi hột.